bưng qua bán đi. Biết rồi. Để xung quanh đế à. Có gì cũng được rồi. Bé cho nó nhỏ ơi, dài quá à. Ngắt ra ngắn lại ơi. Bé bứt bứt làm hai, bứt làm hai. Thôi. Ăn cho nó ấm. Nhiều quá cay mà ăn. Rồi. Xấu quá. Rồi rồi. Còn gì nữa không? Rồi bưng đi đi, bưng cái bánh đi. Rồi, bưng đi. Đẻ lên sắp hết pin. Chấm. Không có đứng dậy nữa. Kè cái chén kìa. Làm vậy chị em thịt xuống hết rồi. Ủa nước mắm hồi nãy có ai làm nước mắm chưa? Chưa. Làm cho nó đẹp lên, lấy cái muỗng gom gom lại, đợi cho thịt nó lên. Dắt miếng tiêu lên. Tiêu nữa, tiêu lấy hủ tiêu. Nè nè nè, chưa khoan. Nó xấu quá, xấu quá. Xấu luôn rồi. Để mà xấu mà ngon thôi. Rồi đi. Gom gom lại được rồi, dọn đi. Cái gì? Này à? Cái cá nó thiếu ấy rồi. Sao không ai dán hết trơn ta? Quay ra, quay vô. Vô, quay ra đây nè. Có miếng dán rồi, rồi. Đâu rồi, cơm đâu rồi? Cái này kia chuẩn bị đi chụp hình mà cái kia.